có một vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa dân gian Bắc Bộ, nơi có những làn điệu dân ca mượt mà tha thiết. Đó là Kinh Bắc, vùng đất in đậm dấu tích nhà Lý. Nơi đây gắn liền với sự ra đời và tuổi thơ của Lý Công Uẩn, người khởi đầu cho vương triều Lý. Nhà Lý là một triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Cùng với nhà Trần, nhà Lý được lịch sử ghi danh là một trong ba thời kỳ đỉnh cao của văn hóa Việt Nam. Triều đại đã để lại những dấu ấn lịch sử làm vẻ vang dân tộc. Người khởi đầu cho vương triều Lý là vua Lý Công Uẩn. Ông sinh năm 974, mất năm 1028, là người ở Hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang, nay là xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tương truyền, trong một đêm mưa gió, ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, Lý Công Uẩn ra đời tại xóm đường sau. Khi sinh ông, cây gạo trong làng bị sét đánh, thân cây hiện ra bài sấm ngữ. Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, sáng nghiệp cho 216 năm cường thịnh trong lịch sử nước nhà, khai sáng nền văn minh Đại Việt và tạo dựng lên kinh thành Thăng Long. Kể từ đó, làng Dương Lôi ra đời. Tọa lạc ở phía đông nam làng Dương Lôi, xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh, chùa Cha Lư là nơi thờ Thánh Mẫu Phạm Thị, mẹ vua Lý Công Uẩn. Không phải là một ngôi chùa lớn, nhưng nơi đây còn lưu giữ những giá trị lịch sử, giá trị văn hóa vô cùng quý báu. Lời văn khắc ghi trên quả chuông đồng Cha Lư tự chung ghi rõ lịch sử và công lao của người đã có công sinh thành ra vua Lý Thái Tổ. Cha Lư tự ở đây có nghĩa là cha là cha mẹ, Lư là tượng trưng, là nó như cái lô, cái lò mà ở trong có nước. Ở đây chữ Lư có bộ thủy. Thì Cha Lư tự có nghĩa là, ý nói là cha mẹ là của nhà vua, Đức vua Lý Thái Tổ là được thờ ở trong chùa. Để thể hiện lòng thành kính, bà con dân làng Dương Lôi không chỉ tôn Phạm Thị làm Thánh Mẫu mà còn đặt tượng thờ bà ở trong đình làng. Cùng nằm trên địa bàn Đình Bảng là khu di tích Đền Đô, nơi thờ tám vị vua nhà Lý. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Công Uẩn trở về thăm quê nhà Cổ Pháp. Dân làng đã xây dựng một ngôi nhà lớn làm nơi nghênh tiếp nhà vua. Năm 1028, khi vua Lý Công Uẩn băng hà, Lý Thái Tông lên kế vị, đã cho sửa sang lại ngôi chùa xưa làm nơi thờ vua cha. Và cũng từ đó, Đền Đô trở thành nơi thờ tự các vị vua nhà Lý. Đền Đô rộng hơn 30.000 m2, chia thành hai khu vực, nội thành và ngoại thành, với trên 20 hạng mục công trình như Ngũ Long Môn, nhà bia, nhà hậu cung, thủy đình, văn chỉ, võ chỉ. Ngay lối đi vào khu di tích Đền Đô là tấm bia chiếu rời đô, được trang trí hình hổ phục, rồng, phượng trong mây. Đó là sản phẩm mang hào khí Thăng Long và sự thăng hoa cảm xúc của các nghệ sĩ Bát Tràng. Còn đây là Ngũ Long Môn, cổng vào nội thành. Trên hai cánh cổng có chạm khắc hình năm con rồng. Kiến trúc của đền có sự kế thừa phong cách cung đình và phong cách dân gian. Tổng thể kiến trúc được kết hợp hài hòa, chạm khắc tinh xảo, thể hiện một công trình bề thế, vững chắc nhưng không cứng nhắc trong khung cảnh thiên nhiên. Nét đặc trưng nhất ở đây là phượng ở trên rồng. Nó thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc của vương triều Lý. Rồng nhà Lý thì rất phóng khoáng. Nó như tâm hồn bình dị của thần dân Đại Việt, nhưng khát vọng rất lớn. Nó uốn khúc và nó luôn luôn vươn về phía trước. Chúng ta thấy các vảy của nó cũng không có cái gì sắc sảo lắm. Và ngay cái móng vuốt của nó cũng không có sắc. Nó hiền từ. Và như thế nó thể hiện cái chân chất, cái bản tính mang tâm Phật.
mà các vua nhà Lý đều là những Phật tử thuần thánh, cho nên nó phải tỏa sáng tâm hồn Phật. Trung tâm khu di tích là điện thờ nhà Hậu Cung, nơi đặt bài vị và tượng của 8 vị vua nhà Lý. Những bức hoành phi, câu đối ca ngợi công lao nhà Lý, ca ngợi những vị vua anh minh vì nước, vì dân, ca ngợi một triều đại mở đầu cho sự hưng thịnh của nước non Đại Việt. Đặc biệt, phía đông đền có nhà bia. Tấm bia đá cổ Pháp Điện tạo bi này được khắc dựng năm Giáp Thìn, ghi lại sự kiện lịch sử nhà Lê xây dựng lại đền đô và ghi công đức của các vị vua triều Lý. Bia được chạm khắc tinh xảo, chán bia các hình lưỡng long trầu nguyệt. Đây là những vết tích do giặc Pháp khi chiếm đóng Đình Bảng đã đem bia ra giữa sân đền làm bia để tập bắn. Sau này, khi khởi công xây dựng lại đền đô, nhân dân làng Đình Bảng đem tấm bia quý này về vị trí cũ, xây nhà bia như xưa để bảo vệ. 405 năm đã trôi qua, dẫu mang trên mình những vết thương chiến tranh, nhưng những câu chữ trên văn bia vẫn không bị phai nhòa. Tấm bia này do tiến sĩ Phùng Khắc Khoan, tức là cụ Trạng Bùng, soạn dựng năm 1604, tức năm Hoàng Định thứ 5, thời vua Lê Kính Tông và chúa Trịnh Tùng. Nhân khi đó có trùng tu đền đô, nơi rất sâu sắc rằng đất nước Thái Bình thịnh trị được làm nên là bởi nhân dân của thời đại ấy. Toàn bộ nội dung văn bia này là vinh danh công lao của Lý Bát Đế, và đó cũng là bài học tổng kết kinh nghiệm về xây dựng và bảo vệ non sông Đại Việt dưới triều Lý vẻ vang. Hai bên tả hữu đền đô là nhà thờ các quan văn quan võ. Đó là những bậc nhân tài tiêu biểu nhất trong suốt 216 năm của vương triều nhà Lý. Văn chỉ và võ chỉ đều có khuôn viên rộng 720 m². Khu văn chỉ võ chỉ không chỉ góp phần tạo nên một không gian lịch sử văn hóa, mà còn ghi dấu ấn của một thời đại biết trọng dụng nhân tài. Triều Lý là một vương triều thuần từ. Triều Lý vẻ vang, quan văn giỏi võ, thiên hạ thái bình, quan võ giỏi văn, quan văn võ đồng tâm phò xã tắc, cùng muôn dân giữ vững nước non nhà. Vì thế vào đây, đền đô thiêng hương khói ấm nhân tình này, chúng ta thấy hiện diện một tinh thần đoàn kết giữa vua tôi. Từ trong đền nhìn ra là Thủy Đình, như một bức tranh thủy mặc. Thủy Đình mang lối kiến trúc phong thủy, âm dương hòa hợp theo quan niệm của người Việt từ xưa. Vẻ đẹp của Thủy Đình được ví như một vầng trăng đêm rằm. Chẳng thế mà, Thủy Đình đã được Ngân hàng Đông Dương thời Pháp thuộc chọn làm hình ảnh in trên tờ giấy bạc 5 đồng vàng. Và đến nay, nó được chọn để in trên tiền xu 1.000 đồng của Việt Nam. Đền đô, nơi hội tụ của thiên khí, nơi gối đầu của 8 con rồng. Tương truyền, cứ vào ngày lễ hội 15 tháng 3 hàng năm, một dải mây hình rồng vàng từ phía Thăng Long Hà Nội bay về trên nóc đền đô một lúc rồi tan. Những câu chuyện và hình ảnh ấy được ghi chép, chụp và lưu lại trong nhiều tài liệu về đền đô. Các nhà khoa học cho rằng đó là sự trùng hợp kỳ lạ của thiên nhiên. Nhưng với những người dân Kinh Bắc, điều đó lại mang ý nghĩa đặc biệt, vì họ tin rằng các vị vua nhà Lý vẫn luôn hiện diện đâu đó trên mảnh đất quê nhà.